Chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài của Blackpink nhé, có tên là Acid Salad. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy mẫu trước nhé. Đến nhịp như sau này: 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Okay, bây giờ thì mình sẽ chia thành hai phần để cùng tập luyện với các bạn nhé. Phần đầu tiên thì mình chậm trước: 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người từng tập một nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ check cho mình xem phản như thế nào. Ok, mọi người tập cho mình phần vai thì đứng trước này, hít thở thì đánh vai lên. Ok, hít thở xuống, được chưa? Vai sẽ đánh như này nhé. Đồng thời khi mọi người làm như vậy thì mọi người cho bật nhẹ chân chân phải lên phía sau, tập để như này. Khi chân phải bật lên thì mọi người sẽ xuống như này. Và ok, nhưng cố gắng thì đừng hạ thấp cái phần người quá nhé. Được, và thế này là đủ rồi. Thử lại cho mình này: 5, 6, 7, thử nhá. Vào, 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 vào. Đúng rồi, bây giờ tay mình sẽ như sau: đặt vào hông, sau đó đặt lên trước hông này, trước hông thì nắm, trước thì mở. Ok, cái động tay chân vào tay cho mình này: 5, 6, 7, đi nhá. Một lần, hai, ba, đó, được chưa? Bây giờ sẽ vào nhịp 5, 6, 7, nhá. 1, này, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Tiếp theo, 7, mình để tay của phía này, mình bắn chân về. Tiếp theo này, hạ người và lên thẳng. Sau đó, tay trước này, tay phải lên miệng, đổ. Ok, khi tay phải lên miệng thì hông người sẽ đánh kéo qua phía bên trái, đồng thời nhấn chân xuống, theo đủ tương tự. Và sau đó này, tay phải theo đủ đùi chết ra ngoài, tay trái thì còn giữ nguyên, được chưa? Thử lại cho mình nhé. Tay phải lên miệng trước này, đổi này và ra. Tiếp theo lên ngực, mở ngực ra, cầm vào. Sau đó thì đưa tay lên và mình di chuyển. Thử lại nhé, từ đầu này: 5, 6, 7, thử lại nhé. Tập vào, ra, vào, ra, 6, lần, về và lên. Tay phải, trái, xuống và mở, về. Ta, 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 ta. Ok, tiếp theo, mọi người bước cho mình sang phải. Ok, bây giờ thì mọi người bước nhé. Bước, đổ về trước. Sau khi rút chân trái cho mình một bước, 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 tay phải nó xè ra này, thử này, bước, về, bước, hai lần, tiếp theo đổi chân như thế này là bước, tương tự, bước, bước, ok, khi mà bước qua trái, tay trái phải đặt ở tay này, tay phải từ miệng mở ra, và mở ra, thử cho mình nhé, 5, 6, 7, bước phải này, bước, bốn, bước, bốn, và bốn, bốn,
Tiếp theo mới hơi chú
5, 6, 7, 8, 1, 2,